Chào mừng các bạn đến với kênh Game Giải Trí. Hôm nay mình vừa đi du lịch về thì nghe tin là nick 50 triệu viết 8 của bạn Hoa Yến Nhi đã bị kẻ gian đột nhập và xóa rất nhiều những con bài VIP, như là con bài nhà anh cửa má quái, kỳ xe oan, à phục cha, những con bài rất VIP tất các bạn. Thật sự là rất đáng tiếc. Như các bạn đã biết thì trong thời gian vừa qua, khoảng tầm 3 lần mình có mượn nick của bạn Hoàng Anh Nhi để stream. Và mình muốn làm một video này để nói với các bạn một điều, rằng là 99,9% lỗi là do mình đã sơ suất. Để khi mà bị lộ ra thông tin nick 8 của bạn Hoàng Anh Nhi, chứ không phải là do bạn Hoàng Anh Nhi sơ suất hay là bạn Hoàng Anh Nhi không cẩn thận để mất nick nha các bạn. Như vậy tất cả lỗi lầm là do mình đã sơ suất. Mình nghĩ rằng không thể nào trách được người phá hay là trách người ta được, chỉ là lỗi do mình thôi. Kiểu như mình là mang một đống tiền mình để dưới đường thì người ta đi ngang người ta cũng lại đi mà thôi. Thực sự thì cũng rất đáng tiếc khi mà nick 50 triệu bị người ta đột nhập và phá hoại khá nhiều những con bài. Rất đáng tiếc các bạn mất 50 triệu. Bây giờ cho dù mà nhà phát hành là có phục hồi là được nick cho bạn Hoa Yến Nhi thì mình cũng không dám stream nick lại nữa. Cũng không biết phải nói như thế nào, chỉ là thực sự xin lỗi bạn Hoa Yến Nhi rất nhiều. Và mình làm video này để chia sẻ với các bạn thông tin này. Rất đáng tiếc các bạn. Còn lại từ nay mình sẽ stream nick nông dân thôi nha. Rất đau lòng thôi các bạn. Mình xin nhắc lại lý do là do mình stream không chú ý sơ suất bị lộ thông tin nên người ta đã vào và hack nick nha các bạn. Hiện tại tình trạng nick này các bạn Hoa Yến Nhi đã lấy lại được nick, nhưng mà rất nhiều những con bài hiểm đã bị phá, bị xóa. Hiện tại thì bạn Hoàng Nhi đang liên lạc với nhà phát hành để xin phục hồi lại. Mình nghĩ khả năng để được phục hồi là cộng tâm 60-70%. Tại vì nick này bị lộ ra trong quá trình stream. Stream thì cũng chỉ phục vụ cho nhà phát hành mà thôi. Thông qua video này mình cũng nói với các bạn một điều, rằng là nick VIP 8 ấy, nick đó là của một người chơi nha các bạn, của chính xác bạn Hoàng Nhi. Hoàng Nhi là một người chơi chứ không phải là của nhà phát hành nha. Có những bạn bảo với mình rằng là mình là người của Vinagame, mình nghe thật là rất là vô lý. Bây giờ thông qua mà được thông qua video mà mất đến này thì mình cũng khẳng định với các bạn rằng nick đó là của bạn Hoàng Nhi, và bạn hãy cho mình mượn chơi nha. Mình mượn mãi nick để chơi. Và như vậy hiện tại thì lỗi lầm là cho mình. Còn tên trả nick đã lấy là được, nhưng mà bài thì đã bị xóa khá nhiều. Đáng tiếc. Bây giờ thì mình mới vừa đi du lịch về và đang cố gắng cây event. Cũng là rất mong nhà phát hành có thể giúp bà Hoa Nhi phục hồi lại nước ấy. Thì không thể mình sẽ tiến như vậy đến cái đời nào mà đem được 50 triệu đây. Xin chào tất cả các bạn nhé.